này thiện hiện theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của sắc, sắc có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được chăng này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của nhãn xứ nhãn xứ có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của nhi tĩ thiện thân ý xứ nhi tĩ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được chăng này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của sắc xứ Sắc xứ có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được chăng này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của nhãn giới nhãn giới có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của nhĩ giới nhĩ giới có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng đường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng này thiện hiện theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của tĩ giới, tĩ giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lườm, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thiệt giới. Thiệt giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xưng lườm, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể dưng lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của thân giới Thân giới có thể nắm bắt được chăng? Trong cái chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể xương lường, không có số lượng, không gì sánh bằng, không có tự tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng? này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của ý giới ý giới có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được chăng này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của địa giới địa giới có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được chăng này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của vô minh vô minh có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xưng lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của hình thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não có thể nắm bắt được chăng? này thiện hiện theo ý ông thì sao trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của bố thí ba la mật đa bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được chăng trong cái chẳng thể nghĩ bàn chẳng thể xương lường không có số lượng không gì sánh bằng không có tự tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa có thể nắm bắt được chăng